Tecton Omni Filler 7009 gửi cho anh khách hàng ở Vĩ Dạ, thành phố Huế. Và cả đôi loa nữa. Tecton Omni rất đẹp. Đèn tia hai vế là đang hoạt động bình thường cả hai nhé. Những dòng Omni có đèn tia hoặc đồng hồ thì chỉ cần nhìn vào cái đây là biết ngay. Cái tone này thì phải để on nó có tác dụng của bass treble.